đi làm cái gì mà lấy tay chà chà ra xa nhìn bệt rồi mi? Chứ tóc với tay cũng đầy cả nhà đây mà, cái ba cái rẻ lau này có lau được đâu, tao phải lấy tay mà con tóc này này. Ôi là trời. Rồi đây thì bạn nằm đi, tụi nhỏ đi nhặt vừa chưa đủ hay sao mà mi? Con giờ ngồi nhặt từng sợi tóc à? Đúng. Thôi, thôi buổi hiện đại thôi, lấy cái này lau thử đi. Vừa lau được nhà xíu sạch mà con gom được tóc bùi vải mới bị đi của chóc nữa đây. Này hả? Chả là đề thi văn quốc gia năm nay rơi chúng vào buổi nhặt, Trang thì nhặt được thị, còn con bạn em thì ngồi nhặt từng sợi tóc bụi vải đây cả nhà mình ơi. Thấy nó ngồi cặm cụi vừa lau vừa nhặt trông thấy thương, nhưng mà chắc là tới mùa xuân năm sau mới xong các bác ạ. Thời buổi hiện đại rồi nên cái gì giải quyết nhanh gọn lẹ thì phải thử ngay luôn nhá. Bác nào đang lau nhà trong tình trạng vừa lau vừa nhặt tóc giống con bạn em thì tham khảo ngay cho em, đó là bộ cây lau nhà cao cấp của Baroti nhá. Với miếng lau làm bằng chất liệu sợi microfiber nên có khả năng thấm hút nước tốt gấp 7 lần này, nên các bác yên tâm hoàn toàn lau được trên nhiều loại mặt sàn khác nhau, ví dụ như sàn gỗ, sàn đá hay là sàn gạch men mà không lo vấn đề khô lâu hay là để lại mùi hôi ẩm ướt nhá. Đặc biệt miếng vải lau còn được thiết kế với những đường rãnh cước mini giúp cả nhà mình gom siêu sạch tóc bụi vải luôn này. Từ khi dùng bộ cây lau nhà của nhà Baroti nhá, còn bạn em chuyển từ nhặt từng sợi tóc sang gom tóc chỉ trong vòng một nốt nhạc, vừa tiết kiệm được thời gian, vừa tiết kiệm được công sức, không phải chạm tay vào vết bẩn thì nhanh tay sắm và trải nghiệm ngay luôn cho em các bác nhá.